Thưa quý vị, ngày qua ngày, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ thì những cán bộ nhân viên của phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng vẫn luôn miệt mài với công việc hỗ trợ cho những bệnh nhân. Với những chương trình, những hành động thiết thực hiệu quả, họ đã trở thành nhịp cầu nối, là địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân khi đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, mỗi ngày, nhân viên chăm sóc khách hàng, phòng công tác xã hội, tiếp đón, hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho hàng ngàn người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bên cạnh đó, họ còn phối hợp với các tổ chức, đơn vị cá nhân thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người bệnh như cắt tóc, gội đầu miễn phí, tổ chức chuyến xe không đồng, đưa người bệnh khó khăn xuất viện về tận nhà. Xin chào anh ạ. Ngày nay Tuấn rất là vui khi được ghé thăm phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng và hy vọng sẽ được mọi người chia sẻ nhiều hơn những cái hoạt động của mọi người trong thời gian qua. Thì như Quang Tuấn đã biết thì ngoài cái hoạt động của phòng công tác xã hội thì có hoạt động là tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như Quang Tuấn đang xem. Còn để mà hiểu rõ hơn về các hoạt động cụ thể của phòng thì xin mời Quang Tuấn sẽ đi theo mình để chia sẻ thêm. Anh Quốc có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động của phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đà Nẵng ạ? Ngoài cái hoạt động mà mình đã chia sẻ ở dưới thì trên khu nội trú thì sẽ có những bạn nhân viên bên cái đổ nội trú. Hàng ngày mấy bạn sẽ phối hợp với những cái anh chị ở khoa lâm sàng như thế này sẽ tổ chức thăm hỏi người bệnh, tìm hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn của họ, những cái tâm tư, những cái điều gì khó khăn thì sẽ phối hợp với khoa sẽ lên kế hoạch hỗ trợ. Ngoài ra thì bên mình còn tổ chức những cái hoạt động để chăm sóc tinh thần cho người bệnh. Ví dụ như là chủ nhật chia sẻ yêu thương, nó có văn nghệ, có hớt thóc, có gội đầu để làm giảm cái nỗi đau của người bệnh. Hoặc là có những cái chương trình như là tủ bánh yêu thương. Ngoài ra thì còn có là những chương trình như là tiếng hát yêu thương. Có thể thấy là các cán bộ nhân viên của phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng thì phải làm rất là nhiều cái công việc để hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Vậy thì để trở thành một người làm những cái công việc công tác xã hội này thì theo anh sẽ đòi hỏi những cái yếu tố nào? Khi mà vô nghề đây rồi họ cảm thấy đam mê, muốn kết nối, giúp đỡ được người bệnh. Anh như Tuấn cũng biết là người bệnh, nhiều người bệnh ở vùng sâu, vùng núi tới đây là rất là lạ lẫm. Chỉ cần một cái hướng dẫn cử chỉ ăn cần mà đưa đi khám vị trí ABC hoặc là họ thiếu về những bữa ăn, mình kết nối họ sức ăn để yên tâm điều trị ở đây thì rất là vui, đúng không ạ? Vậy thì cái động lực nào để các anh chị của phòng công tác xã hội chúng ta vượt qua để tiếp tục có những cái hoạt động ý nghĩa đến các bệnh nhân ạ? Động lực của mình là người bệnh khi đến với mình giúp đỡ từ khâu có thủ tục nhập viện, giải quyết các khó khăn xong để người bệnh có thể điều trị xong và lên xe về tại gia đình. Đối với những người bệnh đó, thì đó là một trong những cái động lực rất là lớn. Chào chị ạ, con chào chú ạ. Mấy mọi ngày mình làm cái công việc là đến thăm những bệnh nhân này, thăm hỏi sức khỏe bệnh tình, thì chị cảm thấy ý nghĩa của công việc này như thế nào? Khi được chung tay, chung sức cùng với các anh chị em trong phòng để xây dựng cho người bệnh những chương trình ý nghĩa thì tụi chị như thỏa mãn được cái đam mê của mình. Và đối với cá nhân chị, khi mà được làm những công việc như vậy thì chị như đã nhận lại được một món quà là niềm vui rồi. Chú ơi, con hỏi một chút, khi mà điều trị tại đây á, gặp những cái sự quan tâm hỗ trợ của các anh chị phòng công tác xã hội, chú cảm thấy như thế nào ạ? Đó thì vừa tới bước bệnh viện là có người chào hỏi đón rồi. Anh đi đâu, anh hỏi gì, hay là anh đang tới khoa nào của nào, đó là cái ok của cái bệnh viện là chỗ đó. Trong suốt những năm qua, phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng luôn là người bạn đồng hành, là nhịp cầu nối bệnh nhân với bệnh viện và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy, mỗi năm có tới hàng trăm người bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ tiền để đóng viện phí. Những nỗ lực không mệt mỏi của phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã góp phần giúp cho người bệnh vượt qua khó khăn, tin yêu cuộc sống để chiến thắng bệnh tật. Thưa quý vị, con đến đây và tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu được phần nào những nỗ lực thầm lặng của các cán bộ nhân viên phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng.
Dẫu công việc vẫn còn đó nhiều vất vả, thế nhưng họ vẫn cố gắng hết mình với công việc hàng ngày bằng sự dấn thân và tấm lòng nhân hậu. Và đó cũng là động lực để giúp họ làm tốt công việc của mình và góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật của những bệnh nhân đang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.